đến với buổi workshop nghệ thuật nói trên đám đông ngày hôm nay thì Thân Thi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi mình đến đây để góp phần tạo nên sự tự tin cho tất cả quý anh chị và các bạn khi mà đến với buổi workshop. Hầu như mọi người đến đây đều mong muốn có thêm cho mình sự tự tin khi mình nói chuyện trên đám đông, và hy vọng với những cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng làm nghề của mình thì mình hy vọng ngày hôm nay sẽ có dịp để mà có thể chia sẻ cũng như là truyền tải những giá trị vô cùng chân thật nhất đến với tất cả mọi người.